Thưa quý vị, tại thủ đô London, Vương quốc Anh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh Nguyễn Hoàng Long đã tham dự buổi lễ công bố đầu tư của tập đoàn AstraZeneca. Tại đây, tập đoàn AstraZeneca đã công bố khoản đầu tư mới lên đến 50 triệu đô la Mỹ, 1,2 nghìn tỷ Việt Nam đồng vào Việt Nam trong khuôn khổ chương trình toàn cầu mang tên Ages Forest. Tham dự buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn chia sẻ, khoản đầu tư được AstraZeneca công bố hôm nay sẽ góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ cam kết mạnh mẽ tại hội nghị thượng đỉnh COP26 về phát thải ròng bằng không vào năm 2050 của chính phủ Việt Nam. Ông Nitin Kapoor, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam và các thị trường mới nổi khu vực châu Á cho biết, vui mừng khi được công bố chương trình này và một lần nữa khẳng định cam kết lâu dài của AstraZeneca với Việt Nam. Khoản đầu tư 50 triệu đô la Mỹ nói trên sẽ được sử dụng cho nông lâm kết hợp bao gồm sản xuất gỗ, quả và hạt, tinh dầu và nhựa cây một cách bền vững, tăng năng suất nông nghiệp thông qua xen canh và phát triển chuỗi giá trị thị trường một cách bền vững. Công bố đầu tư mới này tiếp nối khoản đầu tư 310 triệu đô la Mỹ của AstraZeneca vào Việt Nam từ năm 2020 đến năm 2030 nhằm giảm gánh nặng bệnh tật, tăng cường hệ thống y tế, nâng cao năng lực sản xuất và nghiên cứu dược phẩm sinh học trong nước, đồng thời phát triển nhân tài. Trong 5 năm tới, dự kiến 22,5 triệu cây xanh sẽ được trồng trên hơn 30.500 ha đất để phục hồi rừng và cảnh quan tại Việt Nam, tạo điều kiện phát triển đa dạng sinh học và bổ sung nguồn sinh kế bền vững cho hơn 17.000 hộ nông dân.